Ngày 15 tháng 3, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi làm việc cùng các bên liên quan về việc giải trình, tiếp thu, trình lý dự thảo luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sắp tới. Theo đó, báo cáo một số vấn đề lớn của dự luật, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, còn nhiều loại ý kiến liên quan việc cấm lái xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Được biết, thời gian qua, có một số ý kiến đề xuất cần nâng ngưỡng nồng độ cồn vi phạm lên một chút để tạo điều kiện cho người dân. Tuy nhiên, nếu đưa ra mức khung để xử phạt vi phạm nồng độ cồn, sẽ rất khó xử khi phạt đối với các vi phạm. Không đủ sức gian đe, sẽ khó tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Do vậy, hiện có hai phương án, trong đó, loại ý kiến đầu tiên nhất trí với dự thảo luật là cấm hành vi điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng, sau khi sử dụng rượu bia mà điều khiển phương tiện giao thông, mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, làm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của chính người điều khiển, người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và toàn xã hội. Thực tiễn cho thấy, người sử dụng rượu bia mà điều khiển phương tiện giao thông đa số đang trong tuổi lao động, là trụ cột của gia đình. Vì vậy, nếu bị tai nạn sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ, để lại những hệ lụy cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, phương án cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vẫn đã và đang nhận được nhiều sự ủng hộ. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho hay, đây không phải quy định mới mà được kế thừa của quy định Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và thống nhất với quy định tại Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019. Về ưu điểm, theo ông tới, quy định trên đã được thực tiễn kiểm nghiệm phát huy kết quả tốt, số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia giảm. Do vậy, cấm hành vi trên với mục đích phòng ngừa, làm giảm những rủi ro, thiệt hại tiềm tàng do việc sử dụng rượu bia mà điều khiển phương tiện giao thông gây ra, được các nhà khoa học ủng hộ. Thực tế, quy định cấm đã đi vào cuộc sống, được đông đảo người dân đồng tình thực hiện và đang từng bước hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe. Theo thống kê của cơ quan thẩm tra dẫn báo cáo của chính phủ, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023 số người thiệt mạng và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia, chiếm 20%. Trong số đó, 80% thuộc trường hợp do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia gây ra. Từ năm 2018 đến năm 2023, có hơn 2,7 triệu lượt người đến cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do tai nạn giao thông đường bộ gây ra. Năm 2023, sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, Số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia đã giảm 25% số vụ, 50% số người thiệt mạng, 22% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Theo phân tích, khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn, người dân không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Còn nếu quy định có ngưỡng nhất định, chính người dân cũng khó xác định uống bao nhiêu, uống thế nào cho thấp hơn ngưỡng đó. Cơ quan chức năng cũng khó khăn trong việc xử lý. Hơn nữa, khi có ngưỡng rất dễ xảy ra các trường hợp bị ép uống và khi đã uống dễ bị kích thích, khó làm chủ bản thân và khó dừng lại. Quy định cấm nêu trên cũng phù hợp với quy định của một số nước trên thế giới. Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới tại thời điểm năm 2016, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với lái xe mới, 35 quốc gia cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với lái xe chuyên nghiệp và lái xe thương mại. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng phân tích Việc quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn như vậy là nghiêm khắc và tác động đến thói quen sử dụng rượu bia của một bộ phận người dân Việt Nam, làm ảnh hưởng nhất định đến một số hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống của một số địa phương. Việc quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ làm giảm sức tiêu thụ đồ uống có cồn, từ đó làm ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, cung ứng, tiêu thụ rượu bia của nước ta, ảnh hưởng nhất định đến lao động, thu nhập của những người làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ uống có cồn. Bên cạnh các ý kiến ủng hộ, cũng có loại ý kiến thứ hai là đề nghị cần nhắc quy định trên và cần có báo cáo đánh giá, tổng kết cơ sở khoa học để đưa ra mức giới hạn nồng độ cồn thấp nhất. Về ưu điểm, theo ông tới phân tích, quy định này đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận người dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người đã sử dụng rượu bia được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Việc quy định ngưỡng giới hạn nồng độ cồn cho phép đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng sẽ không làm giảm sức tiêu thụ đồ uống có cồn không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, cung ứng, tiêu thụ rượu bia của nước ta. Tuy nhiên, quy định như vậy có thể làm tăng số vụ tai nạn giao thông, tăng hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nguồn lực của đất nước, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Việc này cũng làm lãng phí công sức, tiền bạc của nhà nước và nhân dân khi đã dày công tuyên truyền, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm, từng bước hình thành văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Đặc biệt, theo cơ quan thẩm tra, Quy định như vậy khó bảo đảm tính khả thi khi người uống rượu bia không thể biết lúc nào đến ngưỡng để dừng lại. Như vậy, đến nay, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh đã tổng hợp và đề xuất hai phương án liên quan nồng độ cồn. Phương án 1 là quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Phương án 2 là quy định như luật giao thông đường bộ năm 2008 là cấm điều khiển ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở. Đồng thời, phải sửa đổi quy định liên quan tại khoản 6, điều 5 luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019. Trong đó, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với đề xuất của chính phủ và tha thiết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn phương án 1 để báo cáo Quốc hội về việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Từ đó, bảo vệ được nhiều tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ tuổi thọ của giống nòi. Qua ghi nhận, Việt Nam là một trong số nước có mức tiêu thụ rượu bia và đồ uống có cồn đứng vào loại cao trên thế giới. Cụ thể, nước ta đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, thứ 10 châu Á, thứ 29 trên thế giới về tiêu thụ rượu bia phải là tỷ lệ rất đáng báo động. Do đó, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn không chỉ đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Mặt khác, văn hóa ẩm thực của Việt Nam có nhiều điểm đặc thù, có tính cả nề. Nếu quyết định nồng độ cồn bằng không thì không uống, nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống. Bên cạnh đó, đồ uống có cồn gây nghiện đã bắt đầu uống là không dễ dừng, mà khi đã say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì. Cùng với đó, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay chưa tốt, xem thường pháp luật, cố ý vi phạm pháp luật về giao thông thậm chí thách thức lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý. Nhìn vào thực tiễn, việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn tác động rất lớn đến toàn bộ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là từ khi các cơ quan chức năng thực hiện xử phạt nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã có tác động tích cực đến việc chấp hành quy định không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông như thay đổi thói quen lạm dụng rượu bia hạn chế tác hại của việc lạm dụng rượu bia như dễ xảy ra tai nạn giao thông, ẩu đà, bạo lực gia đình. Trước tình trạng lạm dụng rượu bia của nhiều người, việc xử phạt nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi lái xe sẽ giúp hạn chế tình trạng điều khiển phương tiện giao thông khi say rượu bia, tránh được việc ép uống rượu bia, thay đổi hẳn thói quen lạm dụng rượu bia trong ngày lễ Tết. Việc dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tiếp tục kế thừa quy định hiện hành về việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn cho thấy sự quyết tâm của ngành chức năng trong việc chấn chỉnh tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông hạn chế tác hại khôn lường do lạm dụng rượu bia gây ra